Rồi, xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Trên kênh của mình thì cái chủ đề về cây mộc hương ấy, thì các bạn nếu bạn nào chưa xem có thể quay lại để xem nhé. Thì mình nói về chủ đề cây mộc hương từ những năm 2016 rồi đấy. Và được không ít các bạn, những người mà đam mê, rồi là từ những người mà mua về để chơi, rồi là những anh em mà làm kinh doanh thương mại đấy, có tìm hiểu và xem các cái video của mình ấy, thì nói chung là có rất là nhiều người cũng cảm thấy rằng là có thêm các cái thông tin hữu ích. Mộc hương là một loại cây có giá trị. Thì tại sao lại có giá trị? Bởi vì cái giá trị nó sẽ được tính như là như sau. Một là một loại cây khá là chậm lớn, rất là lâu lớn. Chúng ta nuôi một cái cây như thế này thì chúng ta cũng mất đỡ cỡ khoảng vài chục năm, đúng không? Rất chậm lớn. Và cái khả năng để có thể là nhân bản trong thời gian nhanh nhất và ngắn nhất thì cái tỷ lệ không nhiều. Tất nhiên là vẫn có. Đấy, ví dụ như một số nơi họ có thể trồng đại trà. Đấy. Nhưng mà cũng mất nhiều thời gian. Đấy, còn có những cái cây mộc hương mà nó có tuổi đời cao như thế này và nó sở hữu các cái thân bóng như thế này thì sẽ dần dần ngày một ít đi. Tại sao nó lại ít đi? Bởi vì lý nhất là cái chậm lớn thì ta nắm được rồi. Cái thứ hai nữa là khi mà những cây mộc hương này mà được các người chơi người ta trồng ở ví dụ như biệt thự này, ở các cái tòa nhà ấy, các cái biệt thự, các cái gian nhà thờ đấy, tóm lại là người ta dùng để tiêu dùng ấy, để chơi ấy, thì sẽ dần dần sẽ là rất là hiếm. Đó. Cho nên tìm kiếm một cái cây mộc hương đẹp thì cũng dần sẽ khó khăn hơn. Đấy, ngày hôm nay chúng ta xuất hiện trên đây là một cái vườn nhà anh Duy. Ở trong video trước thì mình có chia sẻ với các bạn rồi. Nếu bạn quan tâm đến mộc hương mà muốn hỏi như là anh ơi thông số này là bao nhiêu, cây cao bao nhiêu, vành gốc bao nhiêu, đấy, thoát thân bao nhiêu, rồi thì các bạn cứ comment. Và cái số điện thoại thì mình sẽ để ở cái phần comment là 1 và cái phần mô tả là 2. Thì anh em gọi điện trực tiếp cho chủ cây để biết thêm thông tin. Thế thì ở đây thì mình sẽ không trao đổi thêm về giá. Bởi vì khi mà làm video thì sẽ nó không phù hợp khi cái video này sau 3 năm, sau 1 năm thôi, đã khác rồi, 2 năm khác rồi, 3 năm khác nữa. Cho nên là nó không phù hợp, cho nên là các bạn cần phải liên lạc lại với chủ cây. Chúng ta được xem các cái cây mộc tại vườn nhà anh Duy thì phần lớn là chúng ta sẽ thấy rằng là các cái cây mà anh lựa chọn là thường là cốt 1 hoặc là cốt 2 như thế này. Đấy. Chỉ số các cái vòng đo thì các bạn cũng vẫn phải liên hệ nhé. Xin lỗi là mình cái chậu trồng khá là cao. Chậu thì trồng hơn 1 mét cơ. Cho nên là mình không thể có thể hất được cái camera nó lên phía trên được.
Về cơ bản thì các cái thoát thân của nó thì rơi vào khoảng là từ 60 cho đến hơn 1 mét. Ngoại trừ các cái cây đa thân như này. Cây thì đang ở địa chỉ tại Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Đấy, thưa mọi người. Số lượng ở cây mộc ở trong vườn nhà anh Duy thì tôi đếm sơ bộ qua ấy, là khoảng 13 cho đến 14 gốc, 13 gốc. Và được trồng trên chậu. Ông trời đã ban tặng cho chúng ta là những cái cây mộc này nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Thứ nhất là ngay cả cái thời tiết mùa đông, các bạn có thay chậu hoặc là đào mới á, sang chậu này, chúng ta trao đổi mua bán thì cây cũng không có ảnh hưởng, cây bị chột hay bị yếu gì cả. Đây một cái đặc điểm rất là khác biệt so với hầu hết các loại cây có hoa hay cây cảnh ở ngoài kia. Cái cách chúng ta nhận biết một cái cây già, cây có tuổi đó là các bạn nhìn các cái điểm nu, các cái mắt nu, những cái mắt này á, nu lên, và các cái đường đấy, thân nó sẽ trẻ như thế này. Tức là nó sẽ nứt như này, nứt nó giống như cái bụng của chị em phụ nữ mà họ sau sinh ấy, nó có cái điểm nhăn. Và đặc biệt nữa là cây theo mình quan sát và biết đấy thì những cây mộc già và nếu ở trong dân thuộc các cái huyện như huyện Phúc Thọ của mình, huyện Phúc Thọ và đặc biệt là Vân Nam, Vân Phúc, Vân Hà, mấy xã ở đây ấy, thì là những cái cây hầu hết là cây có chất liệu rất là đẹp. Tức là anh em thường chơi cây mộc là người ta nói là chất mộc. Chất mộc ở đây người ta đánh giá được là về bóng tán này, về màu da này, về đặc biệt là về độ thơm của độ sâu, thơm mà thơm ngửi sâu á của mộc. Các bạn tưởng tượng khi mà chúng ta đến những cái nhà, những cái căn biệt thự hoặc là chúng ta vào đến nhà bất kỳ nhà nào thì chúng ta ngửi đến cái mùi hương của mộc ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ chịu. Những cái cây ba thân như thế này. Đấy. Thì tuổi đời cũng rất là lâu rồi các bạn nhé. Cái này có nghĩa là cây rất là đẹp. Cây này, đấy, các bạn nhìn cái nước da này, rất là lớn luôn. Một gang tay của mình, hai gang. Đấy, da nó nứt. Và các cây này thì đang được chỉnh bóng. Vì có những cây được sưu tầm từ trong dân do là cây được mọc dưới một cái bị che khuất bởi mái nhà hay là các cái bóng cây lớn ấy, thì cho nên là có thể các cái tán nó bị các cái khuyết điểm. Đấy thì việc của chúng ta những người chơi, những người mà sưu tầm ấy, thì chúng ta phải khéo léo. Đấy.
chỉnh lại để cho là gì ạ, những cái cành nó nằm âm bên trong. Việc của chúng ta là đưa dương nó ra ngoài để nó có cái chi răm mọc nó dày hơn, nó khỏe hơn. Các bạn thấy là đây là một cây rất là già. Đấy. Vành gốc rất là lớn. Đấy, nhưng mà nó có những cái cây con, cây tử này mọc ra. Thế thì già rồi nhưng mà vẫn sinh con thì nó theo một cái quy luật bình thường thôi. Một số anh em mới vào nghề hoặc là mới tìm hiểu về mộc thì cũng rất đắn đo và hỏi mình rất là nhiều. Đó là vậy thì một cái cây mộc như thế này thì có phải là cái cây mộc ta hay là không? Rõ ràng là cái cây này là một cây mộc ta chuẩn rồi, nhưng nó có các cái tử được mọc ra này, lá rất là to, đúng không? Thì đây là một cái nguyên lý rất bình thường của một cây, bất kỳ một cây nào. Khi mà cây nó còn non, ít tuổi thì cái ưu tiên ở đây đó là nó sẽ mọc các cái lá rộng bản để nó quang hợp cho nó tốt và hiệu quả nhất, và cái đốt thì nó cũng sẽ là thừa nhất. Đây là luật bình thường. Nhưng còn những cây mà chúng ta mua phải mộc già và các lá như thế này thì các bạn phải xem lại. Nhưng với mộc ta và nó sinh con như thế này thì nó theo như con người cũng thế thôi. Thì sáng hôm nay thì mình có một người anh đến cũng là nhờ chúng tôi tư vấn thêm, đó là để nhận biết cây mộc hương ta thì nó cũng rất là đơn giản, và mình cũng làm các video để chia sẻ cho các bạn rồi đấy. Về giá trị nghệ thuật của một cây mộc thì nó không giống như cây cảnh nghệ thuật hay là cây bonsai, cây thế của các bạn. Đó. Nó không có nghệ thuật nhưng nó lại giá trị ở một cái đặc điểm. Đó là sẽ khó nhân bản. Ví dụ như cây như thế này là tuổi đời rất là lâu. Chúng ta không